chết mồ ở đó thấy mồ là anh em ơi, có nào bị cảm sốt không? Đường mà trống trống thì mình nhóng thôi, còn đường mà đông đông thì mình chặt thôi. Ý quên, đường đông đông là mình ok, chào mừng anh em đã đến với video của mình. Hôm nay là ngày chủ nhật và chào mừng anh em đã đến với ngày chủ nhật của mình. Thì ngày chủ nhật của mình nó có cái gì? Ngày chủ nhật của mình thì nó có buổi sáng nè. Bình thường anh em thấy là mình không có quay buổi sáng đâu, mình không có dậy nổi đâu, mình rất là lười, rất là lười và rất là mê ngủ. Mê ngủ không hẳn do là thức khuya anh em, nó quen cái múi giờ cho nên là buổi sáng anh em gặp mình nó là chỉ vào ngày chủ nhật của mình thôi. Ngày chủ nhật mình ráng mình dậy mình đi cà phê với anh em thôi. Thì hôm nay mấy anh em mình đi cà phê nè. Bây giờ chạy ra Phạm Văn Đồng cà phê với mấy anh em ở ngoài. Nói chung là mấy anh Khứ huynh đệ lâu lắm không có gặp. Bây giờ là 8 giờ sáng anh em, ít khi nào mà mình đi qua giờ này lắm. Hôm nay là dậy hơi sớm á. Bình thường là chỉ có đi chơi, đi tour rồi mình mới dậy sớm thôi. Bây giờ là đang trong cái mùa dịch cho nên là mình đi ngoài đường rất là bất tiện luôn. Ở chỗ là mình đội nó full face xong mình không có đeo khẩu trang được anh em. Cho nên là mỗi lần mở nó ra hay tiếp xúc với ai đó là mình phải đứng xa hoặc là mở nó ra đeo khẩu trang vô mới nói chuyện. Rất là bất tiện luôn. Tại vì mình thì mình ít có đeo cái khăn chùm đầu lắm. Đeo khăn chùm đầu vô thì nói chuyện với anh em cái chữ của mình nó không có rõ cho nên là ít có đeo cái khăn chùm đầu lắm. Khẩu trang đeo cũng không được nữa anh em, tại vì nó phun phay nó bóp hai cái má mình lại. Khẩu trang mình đeo đâu được đâu. Xe đi bù nổ chị công an nha, đây bắt dữ lắm á, gỡ kiến hậu luôn hả, dữ vậy. Lâu lắm mà không có ra Phạm Văn Đồng anh em. Ở đó mình đưa ra Phạm Văn Đồng mình đi giao đồ nữa. Mình đưa chạy đường này lắm. Bình thường là mình giao đồ, mình giao buổi chiều. Mình hay đi giao nhớt của mình bán cho mấy anh em thường là quận 9 Thủ Đức là mình free ship. Còn mấy anh em ở xa là mình lấy tiền ship nha anh em. Tại vì đi tốn xăng nè, tốn công nè. Để đâu vậy ta? Chưa ai tới hết. Vãi mấy cha nội. Má nó hẹn mình 8 giờ mà mình tưởng mình đi trễ rồi đó, mà ra đéo thấy ai hết. 2000 years later. Cà phê xong rồi bây giờ đi vòng vòng chơi anh em ơi. Ồ, đây có cây trợ lực ISS. Mới gắn nữa anh. Thấy xài ok lắm. Hết bao nhiêu? Bát luôn hình như là 37 38 gì á. Cái dán
À, cái này tại cái giờ lò không hết 30 mấy rồi. Để chút anh coi cái bát nó gắn là sao ta. À, bát nó có bán sẵn không phải không? Có luôn. Cái bộ bát của ETS hai, luôn. Hai loại nhôm lận. Nhôm này là nhôm thường có 200 mấy à, còn cái nhôm xịn nhôm 6 nhôm 7 gì đó tới 500 lận. Cái này để chút anh nghiên cứu thử coi. Anh coi thử nó ngon anh gắn coi. Tại tính gắn là giờ có chiếc này coi thử luôn. Chết mò đó. Thấy mò rồi anh em ơi. Có con nào bị cảm sốt không? Rồi rồi ok. Ok mang liền anh ơi. Tại cái nón này. Cái nón này em đóng lại xong em vô kia mới đeo được. Đúng rồi, đóng cái kính lại vô kia mới đeo được. Hên quá không bị bắt đi cách ly. Ở trong cái mùa này anh em mình thấy cái cây súng bắn nhiệt đó mình sợ lắm. Trong này á giờ nó bắt dừng xe phải đeo khẩu trang vô. Thôi đeo khẩu trang vô. Còn ba bên khu kia được, chẳng là chỉ có một khu nữa mà không có ai bảo vệ. Vậy qua bệnh. Ở đây thì nó lộ thiên quá à. Đúng rồi. Hay không? Có bộ tính toán nằm đâu ta? Nó nằm dưới yên xe á. À nó có hai gì có lại đúng không anh? Có lại đúng không? What? Đúng rồi. Nhưng mà mình chạy không nghe vậy hết á. Nó nhỏ xíu à. Đâu có ngoài nghe anh. Phải không? Cái người chạy sau nghe đúng không? Người chạy sau nghe. Đúng rồi mà anh chạy không nghe vậy hết á. Có mấy bữa đang đi rồi mình bật xi nhan cái nhóc kia nó nói bán em cái cà lem. Ở đây không sao đúng không? Ủa sao xe mình cái trống nó kỳ ta? Này mà chượt cái ha, xe nó tự chạy về trước thôi. Hôm nay mấy anh em mình thì có mấy chiếc ba chiếc này là ba chiếc chạy sân. Chút nó ra chạy. Chút nó chổng đầu xuống vậy nè, nó tự chống nó đi xuống cái rồi về chạy thay vàng áo. Thiện ơi, chạy sân là chạy sao ba? Chạy sân là mình kiếm cái sân nhà người ta, nhà nào mà có cái sân rộng rộng mình vô mình chạy gọi là chạy sân. À. Đúng không? Ê tại sao mình phải đậu vậy? Đậu vậy cho sân nó xuống chút chạy được hả? Dễ hơn hả? Tại sao lại đậu vậy? Thêm hàng nữa nè. Dàn xe có xe lô lô sao? À, để mình bắt trước luôn chứ để tụi nó nói mình chơi không có quà đồng. Tại sao lại để vậy ta? Ủa xe em lên ốc titan full luôn rồi hả Quốc? Full hết rồi anh. Vàng áo, vàng gầm gì chỗ nào có ốc mà hai hết rồi. À. Có con nào dư không cho mấy con gắn coi. Ờ ơi không được. Má nó chổng không ta? Ok bây giờ mình lại mình soi mấy cái xe này cho anh em coi ha. Thì đây là có đầy đủ các mặt hàng luôn. Thiếu cái ạc nữa. Đây thiếu ạc rồi. Đây có chiếc ạc nó đẹp. Đây là cái winner của cái bạn Phạm Văn Đồng. Anh em ưa clip nè. Idol nè. Xe idol nè. Thì chiếc này theo bạn nó nói là làm xe này là xe zin hay là xe độ? Xe này xe độ anh. Xe độ là xe này mình làm gì mà coi mấy clip của ông chạy ghê quá. À, xe này trừ cái lốc máy ra. À, nói chung là trừ cái lốc máy ra thôi, còn lại là không có gì. À, biết vậy là được rồi đúng không? Biết nhưng mà rồi. mình sổ trái bao nhiêu? Sổ 57.3 nhưng mà trừ cái lốc máy ra. À, còn lại là không có gì. Là thay đổi hết rồi. Thay đổi hết luôn, trừ cái lốc vậy máy. Vậy xe này công an đi công an phạt không? À,
Có, nói chung là mình chạy bình thường, chạy đàng hoàng thì đâu có sao đâu đúng không? Đúng rồi, chạy với xong rồi công an họ nhìn mình đi hai kính, họ thấy này nhìn lành thì lắp turbo. Mà mình có chạy đàng hoàng không? À, đừng thêm xui. Đúng rồi. Đúng rồi. Trước này mình đi với cái thùng rồi nhớ này, đâm ra là công an khi nhìn vô quá là mình đi hai kính rồi đi thùng ấy. Cái bô nó nổi rất là êm. Mình chơi xe độ mà mình chơi cái phong cách này thì mấy ổng ít có để ý lắm, thoải mái. Đúng rồi. Mới thường để ý vô cũng chung tiền nè. Đường mà trống trống thì mình nhóng thôi, còn đường mà đông đông thì mình chặt thôi, ý quên, đường đông đông là mình đường đông mình chạy đàng hoàng thôi. Thì xe này hôm nay là lên cái cặp mâm nè. Mâm Racing Boy này lên lâu chưa? Mâm Racing Boy này mình lên cũng được tầm mấy tháng rồi đó, không nhớ chính xác nữa. À, đi ok đúng không? Mâm này thì đi nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn cái mâm Vin. Không sàn không lắc. Không sàn không lắc đúng rồi. 160 chạy một tay được. Mâm này đang trụ nhất của anh em luôn mà. Đúng rồi. Racing Boy. Thì ngoại hình chiếc này là nguyên con đen nhám, hồi trước nó màu vàng nhưng mà chủ xe đã đổi lại cái màu đen nhám để cho nó ít có để ý. Đó, chạy ngoài đường anh em gõ quá cho nên là đổi cái màu đen nhám. Chỗ này xe hô lao rồi anh em ơi. Ok, cảm ơn ha. Ok. Đây là chiếc Vario của bạn Thanh Chí. Thì bạn này mình cũng mới gặp lần đầu thôi, chiếc này dọn đồ chơi cũng nhiều á. Heo Rambo nè, đĩa Raffer. Đằng trước là cái bánh trước là đi Heo Rambo, đĩa Raffer, cái vỏ cam. Đằng sau là đi phục Olin. Đẹp không? Đơn giản, chiếc này nói chung là chủ xe đầu tư chưa có nhiều. Đơn giản vậy thôi. Ok, thì chiếc này nhìn bình thường, ngoại hình keng thôi. Đó. Đi cổ bô Red Leo. Bô Red Leo luôn, nói chung nguyên set Red Leo. Chiếc này cũng ban thì khỏi nói đây, chiếc này quay hoài. Thì có chiếc xe bạn này là chiếc của bạn Edward nè, thì chiếc này nhiều quá, độ nhiều quá. Full ốc titan. Đi một cái set bô WRX thì chiếc này á, chiếc này anh em là bô xăng lửa rất nắp rồi móc hút xả rồi đầy đủ hết luôn rồi. Thì chiếc này nó là bô xăng lửa rất nắp cho nên là đối với xe mình đó là nó ăn đứt xe mình luôn. Nhưng mà do chủ xe này nó mập á cho nên nó chạy chưa có đạt. Nói chung cái xe này chủ xe nói là hồi đó giờ làm máy là phải đi canh lại chứ chạy chưa đạt. Ok, thì đây chủ xe có đi cây trợ lực. Cây trợ lực này hôm bữa mình tính lên nè. Bây giờ mình thử cái trợ lực này ha. Trợ lực này nè. Đây là xả ra nè, cho nó nhẹ nè. Hiện tại là đang xả hết rồi anh em. Xả ra thì cái cổ mình nó nhẹ bình thường luôn, nó không có bị cứng. Khi mà mình chạy đi tour rồi á, không mình chạy tốc độ cao là mình dặn vô ba nấc vô thử coi. Đó, bắt đầu nó khích khích lại á. Đó. Bắt đầu nó chắc lại á. Nhưng mà nó rất là mượt nha anh em. Cây này là cây trợ lực ISS Drill. 3, 4, 5. Thì nói về trợ lực, cái giá của cây này thì nó tầm, nếu mà anh em lên hết nó tầm 3 triệu mấy, 4 triệu á. Tính luôn bát. Mình không có nhớ chính xác nữa nhưng mà cỡ đó. Thì cây này rất là đáng để tham khảo nha anh em. Gắn vô nhìn nó đẹp, nhìn nó giống như là trợ lực Olin vậy. Ok. Đây là xe mình. Thôi. Xe mình thì chưa có thay đổi gì nhiều cho nên là từ từ mình quay cho anh em coi. Có gắn gì mình sẽ quay cho anh em coi sao. Đây là nguyên vàng. Mấy bạn này là làm YouTube hết luôn. Đó. Kinh nhỏ thôi chứ không có lớn. Nhưng mà mấy xe này là mấy xe của chủ kinh không á. Ok ha. Cảm ơn em đã xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em.